tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống khác biệt của hai người bạn thân Mai Phương sau hơn 2 tuần cố diễn viên ra đi. Là người chị, đồng nghiệp thân thiết luôn hết lòng yêu thương chăm sóc Mai Phương từ khi cô đổ bệnh đến khi ra đi. Ốc Thành Vân không tránh khỏi cảm xúc đau đớn, xót xa và ám ảnh. Ngay thời điểm vừa xong tang lễ của người em thân thương với hàng loạt những thông tin không hay về mẹ ruột Mai Phương nổ ra, Ốc Thành Vân đã chọn cách im lặng với truyền thông. Cô chỉ viết một dòng trạng thái bày tỏ sự buông bỏ cho nhẹ đầu và trở lại với cuộc sống bình thường vốn có. Theo dõi trên trang cá nhân của Ốc Thành Vân, cô trở lại với công việc bằng những buổi ghi hình talk show và chăm sóc con cái học hành trong mùa dịch. Cô được bạn bè như Đại Nghĩa, Trịnh Kim Chi hết lòng an ủi, thậm chí nấu món ngon cho ăn. Ốc Thành Vân vui vẻ tổ chức sinh nhật cho con gái Linh Đan và mở tiệc chung với con gái của MC Quyền Linh. Tuy nhiên đôi khi những kỷ niệm với Mai Phương được khơi gợi lại khiến cho cô không khỏi xúc động. Cô thú nhận phải trốn vào nhà vệ sinh khóc và bị con mình phát hiện. Cuộc sống của Ốc Thành Vân có thể bắt đầu ổn định, nhưng nỗi nhớ người em xấu số vẫn khó nguôi ngoai. Hiện tại cô vẫn luôn theo dõi bé La Vi và hỗ trợ cho bé trong cuộc sống phía trước. Trong suốt những ngày cuối đời, Mai Phương luôn được người bạn thân là ca sĩ Trương Bảo Như kề cận chăm sóc từng ly từng tí. Vượt lên tất cả, Trương Bảo Như luôn theo sát bạn mình và chu toàn lễ tang trong những ngày dịch cuối cùng. Ngay khi mẹ Mai Phương bị tố bạo hành con gái trong khung hình, Trương Bảo Như xuất hiện khi vừa khóc vừa đỡ bạn mình, dư luận khá xôn xao. Scandal ngày càng phức tạp hơn khi chính mẹ Mai Phương lên tiếng tố Trương Bảo Như có thái độ hỗn xược, không biết chào hỏi người lớn. Không đôi co qua lại, nữ ca sĩ chọn cách khóa bình luận trên trang cá nhân để tránh thị phi. Cô không giải thích mà chỉ đăng một dòng trạng thái đáp trả tinh tế và lịch sự. Tôi dạy con, khi biết nói chuyện là lời chào. Đôi lần nó quên lời chào người lớn, nó sẽ bị tôi bắt đứng lặp lại câu chào ấy 10 lần mới thôi. Kể từ đó trở đi, Trương Bảo Như cũng tạm quên mọi thị phi để quay lại với cuộc sống thường nhật. Chăm sóc chồng con và công việc bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Cô cũng hạn chế chia sẻ về người bạn quá cố của mình hay thông tin về bé La Vi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.